em lang thang quá là chính xác, đây là lang thang ở đây. Rồi chúng tôi có mua một chút đồ ăn này, đi xuống xem là có nhà dân nào thì mình sẽ vào để nhờ người ta nấu ăn này. Lạnh quá ở đây, rét lắm rồi. Từ sáng đến bây giờ thì sẽ đi xuống một cái địa điểm cái gì nhỉ? Cây hai cây cô đơn nhưng mà lại gọi là hai cây nhưng mà lại gọi là cô đơn, còn bây giờ đổi nó thành tên cây hạnh phúc rồi các bạn. Nó khá là rẻ rồi các bạn, đây cái giá xanh như Trung Quốc à, bên kia là Trung Quốc. Không biết là nó cây nó như nào, giống như bên Sơn La này. Đi có đây. Cây là cái màu sơn, cái màu họ họ quét màu... lên đi. Ờ cái màu này là màu truyền thống này. Ừ. Họ quét lên cái nhà. Chiều dòng lâu ấy. À, lâu lâu rồi nó rêu bị rêu. Nó lạnh hả? Nó lạnh xong xương xuống. Xương xuống nó rêu rêu rất độc. Đây thì khá là nhiều nhà rồi đấy các bạn này. Nhà về Hà Nhì các bạn. Ôi trời, chàng gái làm gì nhỉ? Ôi trời ơi, làm gì đây? Có chú mượn chú đua bóng nào. Đây chạy đây đi. Phải không? Hả? Thì đây thả xuống chạy xuống này không? Cái này để làm chạy thử ra nào. Tí, thử nào. Cháu đi thử chú xem nào. Thế nào? Một bánh nó bị hỏng chú ạ. Còn con này chỉ để chơi hay để làm gì? Hả? Đấy, bạn kia bạn đang răng răng cái gì cả. Đấy, chúng tôi đến bản của người Hà Nhì rồi các bạn ạ. Cái gì đấy? Cầm cái dây gì ấy? Đó, bây giờ thì chúng tôi sẽ phải đi tìm nhà để ở nhờ các bạn. Ôi, đây này. À, nó hỏng mất một bánh à? Nào, phi nào. Ờ, từ từ xuống xuống. Không được đi mình. Đâu? Hỏng hơn. Đấy, nào phi đi. Chạy mất rồi. Đây đây các bạn này, đây là một cái bản của người Hà Nhì. Bây giờ chúng tôi sẽ phải xuống nữa mà tìm người ở nhờ. Này, sao nó có chạy đâu? Nó có chạy quái đâu. Mấy em gái của người đây là mấy đứa cũng là người Hà Nhì à? Cái này là trò cho này ở đây gọi là trò gì? Ô bạn này có khuôn mặt rõ xinh nhỉ? Đấy. Hoa khôi của bạn à? Phải không? Phải bạn này xinh nhất bạn không? Không à? Vẫn còn bạn xinh hơn nữa. Bạn này xinh thứ nhất. Khuôn mặt rất là đẹp nha các bạn nhé. Mất bây giờ đâu bánh đâu. Mà cứ sợ lên nó sợ. Thế sao mà gái mà bị giá? Thế cái cây hai cái cây gì à? Cây ấy đâu? Cây cô đơn hay là cây hạnh phúc gì đâu? Cháu biết không? Có. Ở chỗ nào? Cứ đi thẳng. Cứ đi thẳng à? Xa không? Áo cuốn. Hả? Mấy trăm mét nữa. 500 mét á. Thế nhà mấy đứa ở đâu? Nhà cháu ở đâu? Hả? Nhà cháu ở đâu? Ôi, sao răng bị sao kìa? Tại vì sút. Rõ xỉn gái vậy, sút răng, em buồn. Úi trời ơi. Thôi 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 thôi. Có lẽ là mình không thuộc về không cái bộ môn mạo hiểm này các bạn ạ. Không nên sử dụng những môn này nguy hiểm. Yeah.
dường như là cái ngôi nhà này đang được làm nâng tiếp lên này các bạn này. Đấy, đang để nối thêm lên đấy. Còn đất nhỉ? Ờ, nối thêm lên. Ui, đấy, ngôi nhà bây giờ sẽ lướt một vòng ở đây đã nhá. Tại nhà tất cả các kiểu mẫu đây là đều có một màu, người ta vẫn mang biểu tượng màu đất. Cái kiểu kiến trúc của bên trong nó như nhau. Ừ, giống giống nhau. Trong tiền vào phát là tưởng thẳng. Hỏng rồi, hỏng không? Ai thiệt khi cô đơn. Chì, chắc không lên được hay sao ấy. À, không tiến được à? À, đang mắc một cái xe ở đây rồi các bạn ạ. Ui, nhà anh này nuôi khá là nhiều ngan, nhiều vịt đấy các bạn ạ. Ngan vịt nhiều dã man luôn. Không biết là... Ngan vịt rất nhiều luôn. Môi thì nhà... Anh ở đây nhé. Hả? Thế cái nhà này hình như... Ui. À, xe này vừa... À, xe này vừa gặp ở ngoài cột cờ mà. Đúng rồi. Vâng, anh chị nghỉ ở đâu đấy? Nghỉ lên rồi các bạn. À, nó đang chưa lên được à? Đó, đây là một khu khách du lịch chứ. Úi, cẩn thận. Lùi cho phát. Chú không? Hello. Đấy, quay phim à? Vâng. Chú cũng đi chụp ảnh à? Ừ. À, đây cũng... cây kia cũng được nhưng mà nó hơi... Bây giờ tối mất rồi luôn. Tối mất rồi. Nhưng sớm có mặt trời đẹp lắm. À vâng, thế chắc ngày mai. Cô chú ở đâu đến chơi đây? Hà Nội. À, đi cùng xe đây à? Không, không. Chú ở... đi bộ vào đây. Ngoài chợ. À, trên chợ ấy? Gần đây đi bộ. À, đi du lịch chơi đây các bạn. Ở đây thì... À. Chú được nhiều ảnh chưa hả chú? Mai ban nãy chụp được kết quả ảnh có trời đẹp. À, cháu lại không biết nên bây giờ mới xuống. Mai. Vâng, đang để hỏi xem là ở đây sớm săn mây, còn chiều thì săn hồng hôn. Ở đấy ạ, săn mây ở đấy luôn ạ? Ừ, mây đẹp lắm, mây mà nếu mà có mây thì đẹp lắm. À. Vì cả nó ở trên này nhá, cả một dưới là cái thung lũng. Vâng. Đấy nên mây mới tụ thì là ở trên này thì nắng chang chang, ở dưới tất cả cái bể mây đẹp. À. Ừ. Thế là sáng mai sẽ săn mây đấy ạ, điểm săn mây. Không có mây bởi vì là không có mưa. À, nó lại phải mưa nữa cơ. Muốn mây phải mưa lên sân tạnh. Đi khó khăn một tí, mây nó mới đẹp. Lạnh lắm. Lạnh lắm. Này mà cháu đi cũng không. Này mà Tết thì đào tuyệt vời này. Trong cảnh dãy đào này. Đây là cảnh hoàng hôn rồi các bạn ạ. Đấy. Mỗi cái nhà thì chỉ nhà chỉ con cháu đi, cháu đi cháu đem quần áo chứ cho bọn ở đây. Mới lại cho dân tiện ở đây. Đâu là mình ấy luôn. Cháu cho gặp bọn nào thì cho người đấy. À, cho à? Vâng. Mình đi làm từ thiện luôn đúng không? Cháu mang đầy một ba lô này cho bọn trẻ con hết rồi, gần hết rồi. Đây còn một ít cái đồ nhỏ nhỏ, đồ của độ 1 tuổi. Đó, thì chưa thấy có nhà vì đây nhiều khi là bé quá. Và nhiều khi lại là lớn quá. Đây này. Một số cái ngôi nhà. Ôi, nhưng đây là khu nhà nghỉ cộng đồng rồi. Cái này mà Tết lên thì đẹp này, đào nhiều. Chỉnh cửa những cái mái ngói sáng sáng rồi. Vâng. Nổi cực kỳ luôn. Hoa đào nó nổi cực kỳ luôn. Rất là đẹp. Cái này nở dưới này. Cái này sẽ bị cắt cái gốc nên là nó nở sớm này. Bị cái bới rễ này. Ừ, chắc là do sửa nhà nó ra bới rễ. Nên là đã có hoa đào rồi đấy. Mấy cây kia cũng nở. Ờ, à, đây này, một dãy hoa đào này nở rồi này. Đấy, cái mái sáng sáng đấy xong rồi. Chỉnh tường đấy, hoa nó nở, nó nổi bật. Ở đây một số bạn nhỏ đây các bạn này. Hôm nay đem quần áo cho nên là... Ấy, ụp hết xuống rồi. Cô chú đi đây. Vâng, cháu chào, vâng. Cháu chào cô chú nhá. Chúc cô chú có chuyến nghỉ vui vẻ. Được nhiều ảnh. Ngan của bà ăn, con này tiết canh thì được, hợp lý. Ăn chứ. Ôi. Ở đây thì đây rất nhiều hôm ấy. Đây. À,
nhiều hôm lắm. Vào đây. Điểm đỗ xe. Ở chỗ đó. Không ok. Thôi bây giờ tối rồi, xuống rồi mà. Ui. Đây là hai cái cây các bạn ạ. Cây cô đơn nhưng mà lại có một đôi. Đấy, à các bạn chụp ảnh nha các bạn này. Các bạn. Thôi, dây hình. Cây cô đơn nhưng lại có một đôi. Một đôi cây cô đơn. Ai, bỏ hết lưng rồi. Ok luôn. Úi. Đây thì trời cũng sắp tối rồi các bạn. Đây này, cô người Hà Nhì đi lấy củi về. Này mình lấy ở tận đâu về đây hả cô? Lấy nhà. Lấy ở dưới kia à? Ừ. Nhà cô gần đây không? Lấy nó hả nhà. Hả? Lấy nhà. Cô đang mệt. Đang để cô thở một chút đã. Đấy. Đấy, những người phụ nữ Hà Nhì ấy các bạn ấy. Cõng một cái bó củi còn to hơn cả người luôn. Mà đi ngược dốc. Đây là một số khách du lịch. Cây này không biết gọi nó là cây này là cây gì nhỉ? Cây gỗ. Cây anh Savilok. Savilok vậy. Mấy bạn nha. Mấy bạn ở Hà Nội lên à? Vâng vâng. À, đó. Mấy bạn nghỉ ở đâu? Nghỉ ở nhà nghỉ này ở hôm nào? Thảo Nguyên Xanh. À Thảo Nguyên Xanh. Ui, buổi chiều hò ngôn các bạn ạ, khá là đẹp luôn. Buổi này chụp ảnh đẹp này. Đây các bạn. Hai cây cô đơn đứng gần nhau. Đây là một cặp cây cô đơn. Mà không hiểu sao lại gọi, rõ ràng là hai cây mà là người ta lại gọi là cây cô đơn. Đó, cây khá là to ấy. Phía dưới này là ruộng. Hình như là không có nhà gì rồi. Anh đi làm gì về đấy? Đi dòng dọn đá hay là đi dòng cái gì? À, trông đến như thế này á. À, ở đây thì úi, em nhỏ. Cả nhà đi làm mất. Có chọc. Đấy, lại tiếp tục một cô nữa, cô ấy đi bà đi lấy củi về đấy mà. Buổi chiều rồi. Bà ấy, bà có cái cây gì đấy? À kê vào đấy à? À cái đấy. À cái đấy chỉ để kê vào thôi các bạn. Để kê nó khỏi chẹn vào đầu ạ. Bà đang bảo nó đang mệt đừng hỏi nhiều. Không biết tiếng. Nghĩa là ta đang mệt lắm đừng có hỏi. Đấy đội mũ nhiều tóc tai nó cứ dựng hết cả lung tung beng. Chống vào. À cái gậy vừa để chống. Hãy nâng ạch cho bố. À. Íi, nâng ạch cho. Đây. Đấy, à bà sang xem cái máy ảnh. Chưa chồng hả? Ừ, đấy. Xong đổi nước tiền đi một chút. Mình đi lấy củi ở tận đâu bà? Lấy củi, lấy cái này ở tận đâu? Lấy cái này ở tận đâu? Ở mấy khu kế. À, chặt chặt ở dưới đấy. Ừ. Đây là bà là người Hà Nhì à? Được, Hà Nhì. Hà Nhì. Đây là bà không biết tiếng các bạn. Thế nhà bà ở đâu? Hà Nhì gặp khí thơ chết rồi. Hà Nhì là có cái khăn buộc ở đây? Ừ, ý là này ở cô. À. Nhà bà ở chỗ nào? Nhà bà ở đâu? Tập hộ. Ở đây à? Ngay chỗ này thôi gì? Tập hộ. Tập hộ ở trên này. Mình không biết tiếng lắm nên là ở đây thì vẫn đang người Hà Nhì không biết tiếng phổ thông. Ừ, bà giáng cô gặp khỉ toa. À mệt quá. Ừ, bà giáng cô gặp. À bà đang mệt. bà đang mệt đúng không ạ? Đấy. Thế bà bây giờ năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? 63 tuổi. 63 tuổi. Ừ. Đấy. 63 tuổi mà vẫn ngày nào cũng đi lấy củi này à? Ừ. Ngày nào bạn đi lấy? Ừ, 63 tuổi. À, xuống tít dưới kia là lấy củi lên đây. À, chà. Đấy, cháu 3 tuổi mà cái bó củi to hơn cả người bà cho nên này. Đấy, các bạn thấy không?
63 tuổi còn leo theo cái đường dốc này lên. Thế cái cây này là chỉ để cho nó đỡ vào đầu này thôi hay là lấy về làm gì? Cái lá này này. Không biết thôi. Không biết. Bà già là không biết. Thế nhà bà có đông người không? Mấy người nha. Nhà bà có mấy người? Mấy người ở nhỉ? Mà du. Không biết. Không có. Bà ở mình nhá. Ừ. Bà già nhị ở thì du. Ở hai người. Ừ. Bà mới lại ông à? Ừ, sư sư. Đây. Chắc vụ phụ phụ được chắc cũng hai cây. Không biết. Chuyển thể nó sang một cái. Đấy, đây ở đây lấy từ cái cây này về để đốt các bạn ạ. Trời nó lạnh ấy. Nên là họ cho vào cái gùi này họ gánh về. Điệu về. Thế tí cháu lên nhà bà chơi được không? Mấy này nhỉ? Tí lên nhà bà được không? Cháu đi về nhà bà được không? Đi về mà. À. Đây thì có những cái ruộng rau của đồng bào người Hà Nhì các bạn. Cô làm gì đấy cô? Đây. À đây mọi người đang lấy rau hay sao ấy. Nên mình sẽ đi lên xem cái rau của đồng bào người Hà Nhì các bạn nhé. Bây giờ trời cũng sắp sửa tối rồi đấy mà vẫn chưa tìm được cái nhà nào để trú ngụ trong đêm nay đâu các bạn. Tí nữa mình sẽ đấy, đây vườn rau của người Hà Nhì đây các bạn. Những cây rau rất là ngon, rau cải ấy. À, chị đi hái rau à? Ừ. Ôi, cái rau này mình trồng lâu chưa? Mình trồng rau này lâu chưa? Mấy tháng rồi. Lấy mình lấy về ăn à hay là lấy về cho gà? Ăn à? Lấy về ăn. Ừ. Đang đi hái rau buổi chiều ấy. Đây tất lây của nhà mình hết à? Ừ. Rau này là có nhiều loại thế nhỉ? Mấy loại chứ? Nói tiếng mình không biết được các bạn. Ơ sao cô không bẻ hay là đi chọn rau thôi? À đây đi vặt cái lá của nó thôi chứ. À đây vặt cái lá này ăn thôi à? Không bẻ ngọn nó à? À thế lấy về cho lợn à? Cái đấy lấy về ăn hay là lấy làm gì? Ăn được à? Luộc ăn nhé. À lấy về luộc ăn. Ừ. À. Thế nhà cô chỗ nào? Lau chảy ba. Ôi nói cho mình không biết đâu. Ôi đây những cái quả, những quả bắp cải nó nhọn nhọn này. Ơ bắp cải đây ai nhỉ? Quả nó nhọn hoắt đây. Quả nhọn hoắt. Định hỏi vào ở nhờ nhưng mà thấy mà. Ở tại bên Lao Chải các bạn ạ. À đây này. Đây là những cái củ cải các bạn. Củ cải đây này. Đấy. Ở đây họ trồng rau rất là nhiều các bạn ạ. Đây. Rau. Bà hai rau bà. Trời ơi, bà hai cô thì tối nhìn chả rõ nữa. À đây cô đang đi nhặt rau các bạn. Ôi. Cô bà. Bà nhặt rau tối cháu ăn cơm mới được không? Hả? Tối cháu ăn cơm mới được không? Ừ, ăn cơm với nhà em cơ. Ờ, ăn cơm với nhà bà ấy. Ừ. Nhà bà chỗ nào? Mà nó ở nhà ấy. Đấy. Ít xô. Hả lúc thì ít gầm nhỉ. Ôi chà kìa, đội như đi chở củi ở đâu về kìa, ùn luôn. Đây là nhà bà đây à? Hả? Nhà bà đây à? Ừ, ở bên kia. Không biết tiếng nên là hơi khó giao tiếp các bạn ạ. Thế nhà có đông người không mà bà hái nhiều rau thế? Mấy nó hả nhà ngay. Hả? Không biết ngay. Nhà bà có nhiều người không? Mà hái nhiều rau thế? Chị chú mấy nó hả nhà.
Chịu rồi. Này không có phiên dịch rồi là không biết rồi. Không biết à. Không biết tiếng rồi. Nhặt nhiều này về làm sao ăn hết được? Hả ba? Mãi nhằng ai. Chịu rồi. Thôi không biết tiếng rồi các bạn ạ. Không biết thôi. Cây, những cây rau cải gieo tự nhiên ở đây rất là nhiều rau nhé các bạn nhé. Rồi thì cũng bắt đầu tối rồi vẫn đấy, bà đang hái một rổ rau đấy. Bà đi về chưa? Đi về mà. Bà đi về á? Đấy cháu đi về nhá. Mình đi theo bà về xem là nhà bà chỗ nào. Ôi, đây. Em bé kia vừa gặp ở trên ấy sao kìa? Bố mẹ. Mấy cái chỗ thiếu hắn lúc chị gặp mấy cả. Trên này thôi. Vừa gặp em gái này trên chợ mà đúng không? Ui rồi. Bà kiểu gì kia? Không lại nhà. Cháu bà. Hello chị em gặp mình mà nói nhỉ, hello em đi lo em nọ, yên đi rồi. Ui, không rét à cún? Chúng mà đo với chú chị. Ui rồi, mình thì mặc áo nọ kia. Vừa gặp ở trên chợ đúng không? Vâng ạ. Thế nhà dưới này à? Vâng, bà nội cháu. À đây là bà nội à? Thế nhà cháu chỗ nào? À tôi vừa con nó đi mà người vừa. Ôi cổ làm sao kia? À, bị ốm. Có ạ, tôi vừa xả lá chế mà ngờ. Thế nhà cháu có mấy người ở nhà, có bố mẹ ở nhà không? À đây mẹ đây á. Mẹ nga, bà nga, anh em. À đây là bà, kia là mẹ. Ôi giời, thế mà không biết. Thế nãy bảo có đi về dưới này không thì lại bảo cứ đợi, ai đón. Chưa mà nó ở nhà hắn lúc chị. Chú đón. À. Thế đi về... Thế là nấu cơm chưa? Thế hay là kia bọn chú nấu mua một ít đồ ăn ấy, hay là nấu cơm chú ăn cơm cùng được không? Bố mẹ cháu nấu mà. À thế đi về để cho bố mẹ ở nhà không nào? Cháu ra chơi. Hả? Chú về cùng bà không được, cháu ra nhà. À, em gái này lại ra nhà chú chơi. Đây. Đâu rồi xem nha. Tun 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 tun. Sao anh chả nói sớm không về bắt một con ngon gì. Đây, thôi, còn đâu. Đây các bạn. Ong bây giờ sẽ nhặt ong. Nhặt ong để xem là tí nữa. Nhờ anh bạn đây nấu hay là ăn nấu cái món gì. Đó. Kia là thịt nữa. Thịt lợn nữa. Em ơi cho anh mượn cái bát anh nhặt ong nè. Đấy. Con này nó có đốt không nhỉ? Nhiều con cựa cựa này. Ong này không biết gọi là ong gì ấy. Đốt đấy con này. Chắc chắn là con ong rừng này. Nó đã ra miếng này, thế thôi. Đây. Mình mua ở ngoài chợ các bạn. Ui, nó đây ong rừng các bạn mua trên chợ phiên, không biết là sẽ chế biến cái món gì, chắc là ở đây thì chắc là họ sẽ biết chế biến thôi. Đấy, và tối nay sẽ ngủ nhờ ở nhà người Hà Nhì các bạn nhé, sẽ một trải nghiệm. Ui nó bị đấy, nhặt trên quả ong này chắc chắn là sẽ lâu vì nó bé. Ôi cái bát đâu em nhỉ? Các bạn ạ, sai lầm lớn nhất khi đi bản của tôi hôm nay này. Mua cái loại ong mà đến nỗi nó bé quá. Đây các bạn này, làm sao nhặt được hết cái chỗ này.
không nghe lại điều mấy thanh niên bán lên đây. Đây nhìn thì ấy, nhưng mà bây giờ nhặt rũ nó không ra. Chó hay nhỉ. Đúng không ạ? Hả? Quay anh cái. Đây. Sai lầm lớn nhất của tôi này, bây giờ phải nhặt từng con bé con này này. Không, đây. Anh nhặt xong anh rỗ. Rỗ nhưng mà chỉ còn trong này nó mới ra được, còn những con nó thòi thòi này nó không ra. Đấy. Đấy. Không, anh này anh đứng quen rồi cái anh. Anh mà không đứng thôi, anh mới mỏi người. Không biết là có cái kế sách nào không chứ. Nhúp hết thì chỗ này thì chắc phải. Đây các bạn ạ. Tai họa mình gây ra mình phải chịu thôi. Giờ nhúp. Nhúp từng con một. Hơi ấy nhỉ, hơi xương ạ. Nó bé quá không ạ? Đấy. Ây trời ơi. Còn nhạt là không hết được ạ. Con ong này nó nhỏ quá các bạn ạ. Bây giờ nhặt này nó nhiều cái con. Con này chắc chỉ mang đi câu cá. Đây, cái này gì? Đấy, nó đấy. Nó bé tí này. Bây giờ còn lâu mới ra. Rũ rồi. Thì cái này họ phải luộc lên hay sao ấy? Cho vào hấp qua xong luộc lên bắt đầu nó mới dễ ra hay sao ấy? Thôi ông. Cảm ơn em nhỉ. Không phải đâu, phải để ấy xuống ta. Phải bóc sống như thế, không luộc lên cho nó còn nát nữa à. Dạ, thôi hay là cái này mà cho bồ mà gặm đi. Còn bây giờ sẽ tắt máy các bạn ạ, để làm thôi. Chứ còn như thế này, tôi tính là hết 4 cái miếng này nghe chừng hơi căng. Mà căng thật đấy chứ không phải là hơi căng đâu. Nó là căng đét luôn đấy. Hỏng. Phần này thì hỏng thật rồi cơ. Ong mới giờ khoái. Không thể bỏ được. Mình là người có thời gian mà. Bỏ là bỏ thế nào. Rũ nó không già. Lúc mình mua mình nhìn nó nhỏ mình thế không nghĩ đến cái giai đoạn là bây giờ phải nhặt. Rất gì vào này nọ. Lạnh dã man đấy. 10 triệu tiền ống. 10 triệu tiền ống được. Vâng. Hơn 1 cây số. 1 cây số cái gì? Hơn 1 cây số. Cái này nấu cái gì? Em nấu rau cải à? Không, em cái đấy đang nấu nấu một mình nó thôi anh ạ. À. 10 triệu thì nấu. Ừ. Mà. Nhưng mà cái kia chắc phải đun lâu mới nhai được á. Vâng. Thì để em mang sang đất kia đun cho nghe. Cái xương như kia. Châu à? Ừ. Ôi, thế mà sao cái đấy? Ôi, lâu lắm, mẹ nhai được khối. Ừ. Có cà. Đây các bạn. Cái món cháo hành nó xong rồi này. Quá là khủng khiếp. Nhặt. Ừ, mà hết lưng rồi. Thì tí nữa chắc là cho luôn vào đây à. Ừ. Một canh gà các bạn. Canh gà bản đấy. Gà này là gà gì ấy nhỉ? Vâng. Này thì mình sẽ ăn và nghỉ nhờ ở nhà người Hà Nhi các bạn nhé. Tí nữa mình sẽ ngủ ở nhà Trình Tường. Của người Hà Nhi các bạn. Lần đầu tiên ở với người Hà Nhì ngủ trong cái nhà Trình Tường. Cái còn cái món này luộc hay là da? Đấy, hai bạn này nấu ăn giúp. Ui, còn sao? Đây này, đấy gà ngủ luôn đây này. Một con chưa hết đâu các bạn. Đây gà đấy, đấy ngủ luôn ở bờ đường luôn đây. Thế tối nào nó ngủ đây à? Vâng, tối nào nó ngủ đấy. Ở đây nên lại phải ở dưới mình là ngày mai là còn cái chỗ rồi đấy.
đây, cả bản đấy, ngủ luôn ở ven đường luôn này, đấy đây là đường, đây là cửa nhà, một con thì ngủ ngay chỗ cái bóng điện này này. Còn ở đây thì có 1, 2, 3, 4, 5, 6 con. 6 con nó ngủ ở đây. Con nó ngủ ở bên đâu kia nữa. À, 7 con. Con nó lung tung ở đâu nữa không biết. Nó ở trên cây rồi này. Nó trên cây rồi. Ô, thế ở đây ngủ ở đây mà không sợ mất à? Không anh ạ. Ở đây ăn đi tốt lắm anh ạ. Ở đây đấy. Mới lại đây chắc tiền người trong làng đây cũng chả hay nhỉ. Nước tắm á? Đấy. Đấy, ở đây nó yên lành, yên bình như này cơ mà các bạn. Ra ngủ ngay về đường cái này đi, có cần gì đâu. Thậm chí chó nằm ngủ ngoài đường này. Đấy. Ở mình mà như mà chó mà cái lang thang này là nó cho bốc lên xe luôn đấy. Nó ăn trộm ấy. Nó trộm cả chó này này. Nó câu mất ngay. Đây. Cái món cháo hành của mình hôm nay đây, đây. Bị món ong này các bạn này. Bé tí 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 này. Đấy. Bé con. Nên có cái món rượu đặc biệt. Đây. Rượu quả mâm xôi. Quả mâm xôi á. Ngâm rượu à. Chưa uống bao giờ, hôm nay mới biết. Giờ là lên mâm rồi, đói lắm rồi. Đi từ sáng. Con gà ăn cơm không? Quả mâm xôi. Đấy con ăn cơm không? Để canh gà nấu rau cải rồi. Cơm gì bác rồi? Xương trâu. Ong với thịt lợn bản. Được chấm hết. Thôi bây giờ ăn này các bạn. Đói lắm. Con gà ở bản và tí nữa sẽ ngủ ở nhà chính tướng nhá. Em lấy bịch giấy. Giấy á? Món này hơi căng quá. Đấy, em động đũa em thấy nó đanh. Hơi dài. Thôi để mai đun lại tiếp rồi. Mai em lấy lên đi. Không rơi nổi. Đấy, đây là cái gà ngủ trên cây gần đường ấy mà. Ở bản ấy. Tí này món trâu này ngay không ổn lắm. Tí này đổ ra. Đổ cái này vào đấy xong lại tí này xúc cái mới này là ăn được. Cái món ong này các bạn này. Xong này nó bé làm lâu nhưng mà ăn lại ngon. Mình thấy ngon hơn. Ngon là xào với thịt tôi anh ạ. Mà nó anh thấy ngon rồi. Đấy đây này, còn ong ấy. Nó đây. Xào với thịt cho này. Cái món này là của đây chủ nhân. Mồi nói xương sườn trâu này mà về để trâu này thì muốn ấy thì mua thịt về thái mỏng ra xào. Xương này phải ninh nâu người áp suất, nhưng mà nó xương không... nó có thịt đấy, nhưng mà nó không còn thịt nữa. có mỗi xương phải nó có cái gân thịt ở cái ấy là có cái gân này nó rất là dai à. Nhưng mà nếu mà thịt linh nhừ là ăn rất ngon. Nhưng phải nhừ á, không ổn lắm, có khi là cho mẹ ra đun tiếp. Ừ, ngoài kia vẫn đun đúng không em? Ừ. Tí nữa múc. Tí nữa đổi đổ tí nữa đổi. Căng. Đổi ca. Ôi em ăn đi, cái gì đó. To cũng lên xuống. Món rượu mâm xôi quá. Lần đầu tiên được thưởng thức, uống nó ăn thì ngọt mà cũng có vị hơi chát chát. Chát chát thì nó hơi chua chua. Hơi chua chua. Cái này ngâm đường thì phải uống ngay. Đường nó chua. Cái gì? Tức là nó lên men. Thế nó y hệt như cái quả dâu ấy anh. Nó màu thế rất nó chua nhỉ? Nó chua. Nó lên men nó có chua ấy. Tạo chua. Nó vẫn có vị chua mà. Giống cái màu của... Giống màu quả dâu. Đúng rồi, quả dâu bé bé đấy anh. Quả dâu bé như món ấy này nè. Giống màu quả dâu. Chưa cứng luôn. Cún này đó, em ăn đi. Anh ăn đi. Không, em ăn cho cún ăn. Lâm ăn này Lâm. Chắc là em... Thật ái đấy. Sao chị nọ rồi. Gà này đun hầm như thế mà nó không bị mềm nữa nhá. Vâng. Gà này lúc bắt là phải dồn
vòng quanh nhà các bạn. Mới bắt được nó. Nó bay như chim ấy. Cái này là lai gà rừng thế nào ấy chứ. Lai gà tre anh. Lai gà tre. Gà tre là bản năng nó cũng ấy cả. Nó bay như chim này. Bé tí bằng nắm tay này, nó bay như chim. Cái mao này ngon thật, nhưng lần sau này nhìn thấy thì né rồi. Bé lắm. Thời gian làm vẫn ok mà. Nhưng mà lâu lắm, nhặt. Nhặt lâu. Lâu. Cái ong này không phải cái loại ong to đâu, nó bé như con ong khoái ấy. Cái này vặt hết cái... Cái này. Bé như con ong khoái ấy. Tay bụng. Không giả. Không giả. Không dính. Không dính. Cái nó không giống như cái to đâu. Nhưng mà cái bé này... Bé như ong khoái ấy. Không ăn thì ăn ngon mà. Ăn cái bé ngon hơn cái to ạ. Ăn nhập cà...